kèn rồi. Gió chết gì. Mưa để cho nó mát. Sao lại mát? Mát thì nó đều ngoài trời chị ạ. Mình còn tắm suốt đấy rồi. Không sao à? Ừ. Thì bỏ hết cái anh thử đều phải mình điện thoại này. Cho em xuống em nốt cái thì quay xong rồi quay. Cái gì mà ai đi.